chào dạ, các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và phim Ma Bắp Kể với một bộ phim đến từ Hàn Quốc có tựa đề là Anchor, được sản xuất vào năm 2022, có tên tiếng Việt là Bản tin chết. Về cái tên gốc thì chúng ta sẽ phân tích ở cuối video bởi vì nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là người đưa tin tức và nghĩa thứ nhì là cái neo. Và tại sao từ Anchor đó lại được chọn cho bộ phim này thì Bắp sẽ phân tích ở cuối phim Ma Bắp Kể nha. Có một câu hỏi được đặt ra ở đây dành cho các bạn là có bao giờ các bạn nhìn thấy xác chết chưa? kiểu như là đi ở trên đường và nhìn thấy tai nạn xảy ra mà trên đường có người chết á thì có khi nào các bạn nhìn thấy cái cảnh tượng đó chưa bởi vì bắp thấy rồi nhưng mà lúc chạy ngang qua không có thấy rõ chị thấy là cái xác nằm ở đó rồi mình thấy cái chân còn nhiều khi chạy ngang qua vậy thôi là biết có người đắp chiếu nằm đó là biết có người chết rồi đó nhưng mà có nhiều người người ta thấy rõ hơn là chạy ngang qua là thấy khi mà chui đắp chiếu á là thấy xác nằm ở đó rồi có những cái vụ tai nạn xảy ra nhiều người người ta hay thấy xác của người chết lắm tuy nhiên có một lời tương truyền rằng nếu như á, mà thấy xác của người chết á, thì phải thấy mặt nếu như không thấy mặt ấy, thì sẽ bị ám ảnh về sau. Nếu mà mình thấy xác người chết mà mình không thấy được gương mặt của người đó thì mình sẽ thường xuyên nằm mơ nằm mộng ác mộng thấy người đó hiện về nhưng mà mình không có thấy được cái cái gương mặt thành ra là cứ ám ảnh mãi. Nếu như mà thấy được gương mặt á thì mình sẽ không bị ám ảnh. Thì cái lời đồn đó đến từ bộ phim này nè các bạn. Bởi vì nhân vật chính trong bộ phim này cũng thấy một người đã chết nhưng mà không thấy được mặt thành ra là cô ta bị ám ảnh và người ta khuyên là cô phải thấy được mặt cái người đó, cho nên cô ta đã tìm đủ mọi cách, kể cả là thôi miên để quay trở về hiện trường vụ án ngày hôm đó, cố nhìn thử xem gương mặt của người nạn nhân đó trông như thế nào để có thể tránh khỏi những ác mộng về sau. Nhưng mà liệu cô ta có tránh khỏi được hay không thì bây giờ bắp sẽ kể chi tiết hơn nội dung của bộ phim Anchor cho các bạn nghe nhé. Câu chuyện của chúng ta xoay quanh về nhân vật chính tên là Hoa. Hoa là một biên tập viên nổi tiếng trong một đài truyền hình nổi tiếng có thể nói là chị đại ở cái đài truyền hình đó, hay là người dẫn chương trình cho tất cả các chương trình thuộc cung giờ vàng, à tất cả những chương trình nổi tiếng đều là Hoa dẫn cũng như Hoa là một cái tên vàng ở bên trong đài truyền hình đó và trở thành một idol trong lòng của rất nhiều người, rất nhiều người ao ước được trở thành một à, biên tập viên giỏi và một biên tập viên chuyên nghiệp có thần thái xuất sắc giống như là Hoa. Có thể nói là hiện tại Hoa đang đứng ở trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, Hoa luôn luôn được mẹ của mình nhắc nhở rằng đừng có mãi đứng trên đỉnh vinh quan mà quên mất sự cố gắng bởi vì đây là một công việc có sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Ngoài sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm ra thì tuổi tác cũng là một vấn đề bởi vì càng ngày càng có nhiều người giỏi hơn, đẹp hơn mình xuất hiện thì dĩ nhiên ngôi vị của mình cũng sẽ dễ dàng bị lung lay. Mẹ của Hoa mỗi ngày á nha các bạn khoảng chừng 10 giờ sáng mà không thấy hoa dậy là phải đi vô phòng kêu con gái dậy chuẩn bị đi làm rồi dặn dò là con phải mặc như thế nào ờ hôm nay mẹ coi con ở trên truyền hình nè mẹ thấy con cái khúc đó hơi liếu lưỡi nha phải cẩn thận coi lại cái khúc đó như thế nào à, rồi hả bữa nay con bận đồ sao mà nói tâm tối quá rồi có hôm thì lại kêu dẫn chương trình gì mà bận đồ sáng như vậy thì hoa nghe theo lời mẹ nha các bạn hễ mà mẹ kêu là mình bận đồ sáng quá khiến cho người xem sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị phân tâm khỏi cái bản tin thời sự đó. Thì Hoa phải thay đổi màu sắc. Nếu mà bận tối quá thì mẹ Hoa cũng phán phán xét. Đại khái bắp cảm giác như mẹ của Hoa là bà Huệ, tên Huệ. Bà ta rất phán xét những cái gì mà Hoa làm. Khen nha, thì ít lắm, nhưng mà toàn chê thôi chủ yếu mục đích của bà ta là muốn cho hoa phấn đấu không ngừng nghỉ nếu không thì sẽ bị người khác xoán cái ngôi vị hiện tại của hoa ở bên trong đài truyền hình có cảm giác như là công việc của hoa rất là áp lực nhưng mà về nhà gặp bà mẹ còn áp lực hơn nữa các bạn mặc dù nói bà huệ nói chuyện khá là áp lực tuy nhiên đó là tình hình thực tế xảy ra ở đài truyền hình hiện tại thì càng ngày càng có nhiều cô gái xinh đẹp có khả năng ăn nói và có tài ứng biến cho nên địa vị của hoa cũng sẽ khá lung lay nếu như mà hoa không chú tâm làm việc À nhưng mà hiện tại ở đài truyền hình thì hoa rất là có tiếng nói điển hình như là trong một cuộc họp mọi người cùng với nhau coi những người đưa tin tức và thảo luận về những cái cô phát thanh viên này À, có một cô gái tên là Hương hiện tại được rất là nhiều người chú ý bởi vì cô ta là một phóng viên tuy nhiên lại có tài ăn nói nè có giọng nói hay có khả năng giao tiếp có khả năng dẫn chương trình và mọi người đề cử cô ta để mà đọc bản thông báo tuy nhiên phóng viên và người thông báo là hai cái nhánh khác nhau nhưng mà mọi người lại đề cử trực tiếp để cho cô Hương đó từ phóng viên chuyển qua người đưa tin luôn. Thì um, lúc mà thảo luận á tất cả mọi người đều đồng ý, tuy nhiên Hoa thì có vẻ như là không đồng tình. Hoa nói thông qua những cái gì mà cô ta thể hiện thì còn thiếu sự ổn định vì vậy cho nên hãy khoan đã thì cái ông trưởng hình như là trưởng phòng nói chung là cũng lớn ở trong đó đó các bạn thì bắp cũng không có rành chức vụ cho lắm nhưng mà đại khái là ổng cũng là người quyết định ở trong đó thì ông nói ờ à, hoa nói có lý đó à, người nào thì vẫn là nên làm tròn trách nhiệm của người đó trước đi đã chứ không nên lớn sân sang cái chuyện khác thì chứng tỏ một điều mặc dù chỉ là một biên tập viên nhưng mà hoa nổi tiếng hoa có tài thành ra là hoa có tiếng nói mặc dù nói mọi người nể mặt hoa nhưng mà có vẻ như cô gái tình Hương kia hiện tại đang được sự chú ý của khá nhiều người ở trong ngành. Mà hoa hiện tại lại có vấn đề về sức khỏe nữa các bạn. Hoa thường xuyên buồn nôn, mắt ói và cảm giác như là khó chịu, đau bụng. Có vẻ đó là biểu hiện của đau bao tử. Có thể là hoa ăn uống không có được đều đặn. Hiện tại thì hoa đang là người dẫn chương trình cho một cái bản tin được gọi là bản tin số 9. Mà được biết bản tin số 9 này rất là quan trọng luôn. Và hồi xưa cho tới bây giờ hoa luôn luôn là người dẫn chương trình cho bản tin này cái vị trí dẫn chương trình cho bản tin số 9 á là một cái vị trí được bao nhiêu người mơ ước đó các bạn mà chỉ có chị Đại như Hoa mới có đủ bản lĩnh để dẫn chương trình đó thôi. Mỗi khi á, mà tới thời điểm dẫn chương trình cho bản tin số 9 á thì tất cả mọi người đều tất bật, người hả thì chuẩn bị cái này, người chuẩn bị cái kia. Hoa cũng tất bật không kém mặc dù biết Hoa rất là chuyên nghiệp rồi, nhưng mà trước những cái thời điểm chuẩn bị cho bản tin số 9 thì Hoa luôn luôn phải coi lại cái bản thảo mình dẫn chương trình để coi có cái gì cần phải sửa đổi hay không. Tập dợt trước để không có bị liếu lưỡi. Hoa luôn luôn tập dợt ở bên trong phòng trang điểm. Sau đó thì trang điểm sơ lại rồi quay trở lại với mọi người. Khi cận tới giờ dẫn chương trình rồi có một người gọi điện tới mong muốn được gặp Hoa thì cái anh mà bắt máy á, anh thư ký á, anh nói là Hoa bây giờ đang rất là bận, thì lúc đó Hoa đi ngang qua, mà người kia tha thiết khẩn cầu muốn gặp được Hoa, nói là có manh mối về một cái việc rất là quan trọng, rất có ích cho bản tin của Hoa. Hoa là một người biên kịch vì vậy cho nên rất là cần những cái thông tin của những cái người mà người ta cung cấp á, cho nên cái anh đó anh hỏi Hoa là có thời gian ông có thể nghe cuộc điện thoại này hay không? thì hồi nãy á, Hoa đi tập sớm cho nên bây giờ Hoa vẫn còn một chút thời gian, cho nên Hoa nói là ok để cho Hoa nghe điện thoại. khi mà Hoa bắt máy lên á thì bên kia có giọng một người phụ nữ khá là trẻ à, hoa hỏi là ở ờ, alo tôi nghe đây thì bên kia hỏi ờ, có phải là hoa có phải là biên tập viên không hỏi họ tên của hoa thì hoa nói chính là tôi đây có chuyện gì không thì người bên kia mới nói cổ tên là my hiện tại thì tính mạng của cổ và con gái của cô ấy đang bị đe dọa có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở trước cửa nhà của cổ và người đàn ông đó giống như là đe dọa hai mẹ con đó các bạn khi nghe như vậy thì hoa rất là lo hoa nói là cô có thể cho tôi địa chỉ nhà của cô hay không thì người đó đọc địa chỉ nhà hoa ghi xuống và hoa nói là tôi sẽ gọi cảnh sát tới đó ngay lập tức trong khi ghi địa chỉ xuống thì cô gái bên kia nói là tôi sợ quá à, người đàn ông đó hình như là vẫn còn ở đằng trước và ông ta sẽ quay trở lại sớm thôi tôi nghĩ là tính mạng của tôi và con gái tôi đang bị đe dọa sau khi mà hoa ghi xong rồi thì hoa nói là hoa sẽ gọi cảnh sát để cho cảnh sát tới đó ngay lập tức thì cái cô mi đó mới nói là à, hay là cô có thể tới được không Thì nghe tới đây hoa kiểu sững lại nha các bạn bởi vì hồi nãy lo lo là người ta lỡ như người ta thực sự à, bị nguy hiểm thì làm sao nhưng mà bây giờ sực nhớ lại ủa sao tự nhiên gặp nguy hiểm không gọi cảnh sát gọi cho mình chi mà bây giờ bên kia lại còn nói chứ hay là hoa tới đi chứ không có cần gọi cảnh sát thì bắt đầu nghe kiểu như là à, Hoa cũng là thần tượng của nhiều người á các bạn Giống như là một cuộc gọi quấy phá đến từ fan hâm mộ quá cuồng nhiệt á Hiện nghe hơi hơi là có mùi như vậy Hoa mới hỏi lại là uh, cô nói cái gì thì người phụ nữ kia nói Cô có thể tới nhà của tôi được không Nếu như mà tôi chết thật á Thì uh, tôi rất là vui nếu như mà cô có thể xác nhận cái chết của tôi Hoặc là có thể đưa tin về cái chết của tôi lên trên đài nữa Thì tôi rất là vui Thì nghe nó không có được bình thường rồi đúng không Cô My đó còn hỏi cô sẽ đến chứ Thì ở bên cạnh cái anh thư ký anh ngồi anh nghe Anh mới nói rồi lại là một cuộc gọi đến từ fan quá khích thôi, một cuộc gọi lừa đảo thôi. Bởi vì ở tòa soạn nhận không ít những cuộc gọi như vậy, người ta gọi điện tới, À, yêu cầu là gặp cái người đó rồi kêu là nếu mà người đó không tới thì sẽ nhảy lầu tự tử, tử chết kiểu như là fan khích như vậy nhưng mà rốt cuộc đâu có chuyện gì xảy ra đâu và rất là nhiều cuộc gọi tương tự như vậy đã từng xảy ra rồi thành ra là nghe tới đây cái tắt đài nha các bạn anh thư ký đó còn nói thôi kệ đi mấy cái này là cuộc gọi lừa đảo thôi mà tới giờ rồi kìa coi chừng trễ thì sắp tới giờ đưa tin tức rồi À, ở trong điện thoại phát ra tiếng nói là Alo, alo, à, cô có còn ở đó không? Cô Hoa, cô có còn ở đó không? Hoa hồi nãy là có viết địa chỉ xuống rồi. Thế là Hoa mới gạch đi. Hoa nói là tôi xin lỗi nhưng mà cô không nên gọi điện lừa đảo như vậy. Trong điện thoại mới phát ra tiếng nói là Nhưng mà tôi nói thật mà tôi đang rất là sợ. Tôi đang rất là sợ đó. Hoa nói bây giờ tôi cúp máy đây. Thì đang chuẩn bị cúp máy thì nghe cái tiếng nói nó phát ra là hắn ta đã giết con gái của tôi rồi thì hoa mới sững lại hoa mới đưa điện thoại lên thì thấy bên kia đã ngắt kết nối rồi sau khi điện thoại mất kết nối thì hoa cũng lấy lại trạng thái tốt nhất để mà dẫn chương trình bản tin số 9 tối ngày hôm đó thì trong lúc mà dẫn chương trình á hoa đã có gặp một chút trục trặc một cái sai sót mà trong suốt quãng thời gian từ lúc mà làm nghề cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên hoa gặp phải bởi vì hoa rất là chuyên nghiệp các bạn thì đang là dẫn chương trình á à, cái người dẫn chương trình họ sẽ có một cái máy để mình nhìn vào rồi có chữ chạy để cho họ đọc họ phải tập luyện trước để mà đọc trôi chảy thì hình như là chương trình phát trực tiếp cho nên bất cứ một cái lỗi nào mắc phải á thì đều sẽ bị nhiều người thấy thì cái lỗi này rất là nhanh thôi nếu mà không có không có trong nghề thì không nghĩ là hoa mắc phải lỗi thì đang là đọc tin tức á những cái chữ đó nó chạy chạy chạy, chạy. đột nhiên hoa thấy chữ nó chạy loạn xì ngầu hết may mắn là Hoa đã đọc đi đọc lại và thuộc gần như là thuộc luôn cái bản tin cho nên là Hoa nhớ và đọc chứ còn nhìn cái màn hình đó là chữ nó chạy loạn xì ngầu luôn các bạn thì lúc đó Hoa sững lại rồi mất bình tĩnh luôn á chứ mặc dù nói là chuyên nghiệp nhưng mà Hoa vẫn rất là mất bình tĩnh khi mà tự nhiên chữ nó chạy loạn xì ngầu Hoa phải dùng tay tự bú vào chân của mình để trấn an lúc đó phải giữ một cái mặt lạnh không có để thể hiện ra bất cứ một cái sự bối rối nào hết và nhớ lại là hồi nãy mình tập như thế nào và mình đọc như vậy và chính bởi vì cái sự chuyên nghiệp của hoa cho nên hoa đã có thể à, hoàn thành xong bản tin đó một cách xuất sắc giống như là mọi khi nhưng mà có cái anh dẫn chương trình chung á ảnh nhận ra và ảnh nói với hoa là ngày hôm nay thấy hoa mắc phải một cái sai lầm hiếm khi như vậy thì anh thấy là hoa giống con người hơn chứ hồi xưa tới giờ thấy chuyên nghiệp quá nghĩ là robot không à tuy mắc một lỗi nhỏ là lúc đó hoa khựng lại vấp khoảng chừng vài giây và hoa đang rất là tự trách bản thân mình à, nhưng mà hoa vẫn nghĩ về cái cuộc gọi khi nãy hoa đã gọi lại số điện thoại của cô mi kia nhưng mà cô ta không bắt máy sau đó thì hoa đi về nhà đã về nhà stress rồi chớ gặp thêm bà huệ ở nhà nữa con gái vừa bước chân vô nhà bà nói giọng ra rồi sao hôm nay con mắc cái lỗi gì mắc cười vậy sao lại mắc ra một cái lỗi khủng khiếp như vậy con có biết là à, con mắc sai lầm trong cái thời điểm nhạy cảm bây giờ nó rất là nguy hiểm cho con không bởi vì hiện tại trong đài truyền hình á đang có một cái một cái cuộc tổ chức lại tất cả những cái chức vụ ở trong đài truyền hình sẽ sắp xếp lại thành ra là rất có thể cái vị trí của hoa sẽ bị thay thế thì bà huệ bả lo cho hoa các bạn nhưng mà bả cứ giám sát hoa giống như là một trăm phần trăm thấy ghê lắm bả kêu là à, rồi người ta sẽ nghĩ gì vậy con con làm như vậy con không thấy mình thiếu chuyên nghiệp hả lý do là tại làm sao vậy hay là thằng bình nó lại tới tìm con nữa mẹ đã nói với con rồi bình nó sẽ chỉ là một cái người cản trở tiền đồ của con mà thôi con nên quên nó đi chia tay với nó đi thì bình á là chồng của hoa mà hiện tại hai vợ chồng đang trong cái khoảng thời gian giống như là ly thân á các bạn bạn chưa có uh, ly dị hẳn nhưng mà hai người cũng cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ thì bắp thấy uh, bà mẹ ở giữa cứ uh, suối con mình ly dị như vậy rồi nói nói này nói nọ nói chung là bà chỉ quan tâm tới sự nghiệp của con gái thôi ngoài ra cuộc sống hạnh phúc gia đình của con gái và cảm xúc của con gái bả như thế nào thì bả không hề quan tâm cho nên bắp nghĩ là cũng biết nguyên nhân vì sao mà bình và hoa phải tới một cái mức là ly thân như vậy ly thân chưa ly dị là bởi vì bình rất là thương hoa còn rất là thương chỉ có điều là hoa lo cho sự nghiệp mà cũng lớn tuổi rồi không có chịu sinh con nè lo cho sự nghiệp và không có quan tâm tới gia đình đã dạy thêm bà mẹ vợ nó ra nó vô nữa đó thành ra là khiến cho hai vợ chồng sức mẻ tình cảm và phải dẫn tới là ly thân nghe mẹ nói như vậy thì hoa nói là không có liên quan gì tới anh bình hết á hồi nãy lúc trước khi lên sóng thì con có nhận được một cuộc điện thoại đến từ một người Um, cô ta nói là cô ta đang gặp nguy hiểm và con của cô ta đã chết. Nhưng mà đó chỉ là một cuộc gọi lừa đảo thôi. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng tới con. Nó khiến cho con suy nghĩ về cuộc gọi đó mãi. Bảo hệ mới nhìn Hoa và nói rằng, nếu như đó là sự thật thì sao? Khi nãy Hoa mệt mỏi nằm trên giường, Hoa mới ngồi bực dậy hoa nói là lẽ ra là con cũng nên báo cho cảnh sát biết tại vì lúc đó là hoa nghĩ lừa đảo cho nên hoa cướp máy rồi thôi rồi bận nữa các bạn vừa hay là chương trình bắt đầu phải chạy ngay lập tức cho nên không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều thì bây giờ nhiều sự việc nó dồn lại quá bây giờ suy nghĩ lại ủa sao lúc đó mình không báo cảnh sát ta lỡ như người ta bị cái gì thiệt thì sao thì mình cũng không có bị áy náy nhưng mà bây giờ thì quá trễ rồi cho dù có gặp nguy hiểm gì thì cũng xong hết trơn rồi hoa nói là cô ta kêu con tới nhà của cô ấy thì bà Huệ thay vì nhận thấy nguy hiểm kêu con mình đứng đi một mình đúng không thì bà ngồi xuống bà nói đây là cơ hội của con đó đây là cơ hội để cho con trở thành một biên tập viên thật sự đó ý của bà là người ta kêu hoa tới thì hoa nên tới hiện trường coi như thế nào nếu thực sự có án mạng xảy ra thì hoa thực sự sẽ là một người đưa tin ngay tại hiện trường vụ án luôn bà khuyến khích hoa là đi tới cái nhà đó để coi để chuyên nghiệp trời ơi là trời chưa thấy bà mẹ nào vậy luôn á nhưng mà hoa đi thiệp nha các bạn nghe lời mẹ lắm bóp cảm giác như là bà nói cái gì là hoa nghe cái đó ngay từ đầu luôn á là bà nói hoa bận đồ chói quá thì hoa bận đồ đùm lại màu khác rồi bà kêu hoa bận đồ Ờ tối tâm tối quá thì hoa liền bận cái bộ đồ sáng hơn bây giờ thì bả kêu hoa đi thì hoa đi liền luôn các bạn thế là một mình hoa lái xe đi tới địa chỉ mà cô mi kia đã đưa cho hoa tới nơi thì lúc đó là tối trời vừa tối mà vừa mưa nữa các bạn hoa độ dù đi tới nhà của cô mi đường đi vô nhà của cổ thì các bạn biết bên hàn quốc nó có nhiều đường gồ ghề rồi lên dốc xuống dốc thì nhà của cổ á đi vô một cái hành lang dẫn xuống giống như là đang đi xuống một cái tầng hầm á, cái đường nó dốc vậy đó, đi xuống rồi có cái cửa ra vào, Hoa đứng trước cửa để gọi, à, kêu là à, tôi là Hoa đi, Hoa từ đài phát thanh viên à, YBC đi, nhưng mà cũng không thấy ở trong có tiếng trả lời, thì Hoa mới thử mở cửa, thì cái cửa nó không khóa, mở được. bước vào bên trong nhà thì nhìn xung quanh đồ đạc nó khá là dơ, à, chén bát ăn không rửa để đóng 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 rồi đồ đạc à, hả, mọi thứ nó rất là lộn xộn, nó không có hề gọn gàng đã vậy còn có dán á, mấy cái con dán nó bò xung quanh nhà rồi nhện nữa các bạn. Ở dưới thì nước nó nó tràn lan giống như là ở trong nhà bị bể ống nước hay sao, nước nó chảy tràn lan cả cái nhà. Hoa đi vô và cũng kêu là ờ à, tôi tôi là Hoa, tôi đến từ đài ở à, YBC đây nhưng cũng không có ai trả lời hết. Thế là Hoa từ từ bước sâu hơn vào bên trong nhà, có cố gắng mở đèn nhưng mà đèn không có sáng. Hoa bước sâu hơn vô trong nhà và kêu ờ à, đây có phải nhà của cô Mi không vậy? À, có ai ở trong nhà không? cũng không có nghe tiếng ai trả lời, nhưng mà bước sâu hơn á, Hoa thấy có một cái góc bàn học. Có à, đồ của con nít đó các bạn, giống như là à, một đứa bé khoảng chừng 5 6 tuổi, 6 7 tuổi gì đó, nó đi học rồi có những cái tranh vẽ của con nít nó vẽ dán ở trên tường, thì quả thật nhà này có con nít ở. Hoa từng bước, bước sâu hơn vào bên trong nhà thì thấy nước phát ra từ trong một cái căn phòng hình như là nhà tắm hoa tiến tới căn phòng đó mở cửa ra thì nước vẫn đang chảy nha các bạn hoa giật mình khi nhìn thấy trong bồn tắm đang có một bé gái nằm sấp ở trong cái bồn tắm đó nước đổ ngập bồn còn bé gái đang nằm sấp ở trong bồn tắm chắc chắn một điều là bé gái đó đã chết ở bên trong bồn tắm đó rồi rất có thể là bị ai đó nhận nước cho tới chết ở bên trong bồn tắm thì hoa liền lùi lại và tính rời đi rồi thì đột nhiên không hiểu sao hoa khựng lại nhìn đối diện cái nhà tắm có một cái phòng hoa mở cửa nhìn vào bên trong phòng ở bên trong đồ đạc được vứt lung tung không có thấy ai ở trong đó hết không hiểu sao hoa không gọi cảnh sát mà cũng không chạy đi trong nhà thấy xác chết là thấy ghê ghê sợ sợ rồi một á có thể là tự tử hoặc cũng có thể là bị giết mà lỡ như hung thủ còn ở đó thì sao hoa không quan tâm tới tính mạng của bản thân mình luôn các bạn không báo cảnh sát liền lấy điện thoại ra gọi lại cho số điện thoại mà hôm bữa cung mi đó gọi tới tòa soạn á gọi cho số điện thoại của cô My Khi mà gọi thì nghe thấy tiếng chuông đổ phát ra từ trong căn phòng mà hồi nãy Hoa bước vô Hoa một lần nữa bước vào bên trong căn phòng đó Lần theo tiếng chuông điện thoại đổ thì nó phát ra từ trong một cái tủ quần áo Hoa tiến tới mở cửa tủ quần áo ra thì té ngửa giật lùi về phía sau Hoa nhìn thấy một người phụ nữ đang treo cổ lơ lửng ở bên trong cái tủ quần áo đó, tóc cô ta phủ dài che mặt và tay á trên tay của người phụ nữ đó còn đang cầm một cái điện thoại hoa sợ hãi chạy ra bên ngoài gọi điện cho cảnh sát thì khi mà cảnh sát tới á hoa rất là nhanh chóng vực lại tinh thần các bạn và mang một cái tinh thần làm việc hết sức chuyên nghiệp mặc dù hồi nãy rất là sợ hãi rồi thấy cảnh tượng xác chết như vậy à, hoa có ói nha có những giây phút hoảng loạn tuy nhiên sau đó rất nhanh hoa trứng tỉnh lại tinh thần để mà làm việc một cách chuyên nghiệp và hoa trở thành người trực tiếp đưa tin cho cái bản tin ngày hôm đó luôn. Cảnh sát tới điều tra thì Hoa cũng cho lời khai sau đó thì liền à, làm công việc của mình là người đưa tin tức. Sau khi cảnh sát tới và điều tra thì biết thêm được một số thông tin như sau. Người chết tên là My, tầm khoảng chừng 20 tuổi và con gái của cô ta là 5 tuổi. Hiện tại thì bên phía cảnh sát đang cho khám nghiệm tử thi. Nhìn ở hiện trường thì sơ đoán là rất có thể cô ấy đã giết con sau đó treo cổ tự tử chết. Tuy nhiên trước đó cô ta đã gọi tới tòa soạn và nói chuyện với Hoa và nói rằng có người đang đe Đe dọa tính mạng của cô ta, có một người đàn ông tới và đe dọa à, muốn giết hai mẹ con cô ta bởi vì cái cuộc gọi điện thoại đó nó có thu âm luôn các bạn. Cho nên bên cảnh sát đang không có biết là thực sự có người đã gây án hay là cô ta đã giết con rồi tự tử chết và hiện tại đang trong quá trình điều tra, hay là người đưa tin tại hiện trường cũng là người biên tập viên đọc tin tức vào buổi tối ngày hôm đó, chắc chắn một điều tin tức về cô gái chết tinh mi đó gọi điện cho một cái uh, biên tập viên nổi tiếng của đài truyền hình YBC và sau đó thì chính cái cô biên tập viên đó lại phát hiện ra xác chết của cái người gọi điện, nó là một tin chấn động và trở thành hot search uh, là một cái top trending số một trong tin tức ngày hôm đó tất cả mọi người đều bàn tán nói chuyện về cô ta trong chương trình tối ngày hôm đó thì hoa là người biên tập viên và dẫn chương trình trực tiếp để tăng thêm tính giật gân thì ở bên đài truyền hình còn cho phát đoạn ghi âm ở trong điện thoại cuộc nói chuyện giữa hoa và người phụ nữ kia thì trong cuộc điện thoại à, người phụ nữ kia nói là cho dù tôi có chết thì tôi cũng rất là vui nếu như mà cô đến để mà thông báo về cái chết của tôi và đưa tin về cái chết của tôi lên trên đài truyền hình bởi vì ước mơ của tôi là muốn trở thành một người giống như cô trong cuộc nói chuyện có cái đoạn đó nữa, trong khi cái đoạn ghi âm đang được phát sóng và truyền hình thì chuyển qua cái cảnh đã được quay trước đó là ở tại hiện trường vụ án, ở lúc đó là Hoa có dẫn chương trình, thì quay lại cái cảnh đó cho khán giả coi, thì lúc đó Hoa được nghỉ giải lao, Hoa đang uống nước và nhìn ra bên ngoài thì thấy có một người phụ nữ. Tóc dài, xỏa dài, bận cái đầm màu trắng Đứng ở phía góc mấy cái người nhân viên hậu cần đang đứng á Hoa giật mình luôn các bạn Rồi thoáng quay 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 lại thì không thấy người phụ nữ đó đâu nữa Đó chính là người phụ nữ đã treo cổ tự tử chết Mà Hoa đã nhìn thấy ở hiện trường vụ án Sau khi buổi dẫn chương trình kết thúc Thì có một cái anh làm chung Anh nói wow, ngày hôm nay là Hoa lên hot search luôn ha Lên top 1 trending luôn Thì Hoa rất là bừng thần Hoa tới Hoa nói um, Hoa không biết nữa nhưng mà không hiểu sao cái hình ảnh của người phụ nữ lúc chết nó cứ lẫn quẩn ở trong đầu của hoa rồi hoa cứ nghĩ nghĩ mãi về cái cái hình ảnh đó thì cái anh đó anh nói um, hoa có nhìn thấy mặt của người chết không hoa nói là không à, lúc đó là tóc của cô ta xõa dài mà hoa không có thấy được mặt của người đó tuy nhiên có một cái khúc á các bạn là lúc mà hoa đang ở ngay chỗ hiện trường vụ án á cảnh sát tới đưa xác của người phụ nữ đó đi thì có để xác vô trong một cái một cái À, giống như là một cái cái đó là giống như sao ta một cái túi to thì là to mà hơi trong suốt á thì có để cái xác vô trong đó, đưa lên cái cán và kéo đi. Khi mà người ta đang đưa xác của người phụ nữ đó lên xe thì Hoa nhìn vô cái xác đó, Hoa thấy giống như là người đó cái xác đang nằm vậy đúng không? Thì y như là cái đầu của cổ quay qua nhìn về phía của Hoa, nhưng mà thoáng thôi, nhanh lắm thôi. Đó, hoa thấy như vậy nhưng mà hoa không biết là ảo giác hay là thật sự hoa thấy cái đầu của người phụ nữ đó quay về phía của hoa nhưng mà rõ ràng lúc đó chết rồi cái xác làm sao mà quay đầu được thì hoa cứ bừng thần nghĩ thì anh đó mới hỏi hoa là có nhìn thấy gương mặt của người đã chết chưa thì rõ ràng hoa không thấy được gương mặt của người đã chết đâu cái lúc mà thấy cái đầu xoay á là cái đầu của cổ ở trong cái bịch nó hơi trong suốt thôi cái túi đấy nó hơi trong suốt cho nên hoa thấy như vậy thôi chứ không thấy được rõ gương mặt của người đã chết thì ảnh mới nói trong cái giới của mình á nó có một cái luật bất thành văn là nếu như á mà tới hiện trường vụ án mà có án mạng xảy ra và có người chết á mà lỡ nhìn thấy xác chết rồi thì phải thấy được mặt của cái người đó. Nếu như mà mình không thấy được mặt của người chết á thì mình sẽ mãi ám ảnh về cái hình ảnh đó. À, giống như trường hợp của anh đó thì trong một lần ảnh đi tới hiện trường của một vụ án có một người phụ nữ chết bởi vì tai nạn giao thông à, lúc mà tai nạn xảy ra thì cổ của người đó bị gãy và nằm ở ngay chỗ cái lái xe các bạn thì ảnh tới ảnh sợ anh đâu dám nhìn mặt người chết đâu và từ đó trở đi thì lúc nào ảnh cũng cứ thấy mãi cái hình ảnh một người phụ nữ tóc xỏa dài cái cổ thì gãy lặt lìa nằm trên tay lái của chiếc xe hơi tới tận bây giờ ảnh vẫn còn bị ám ảnh bởi vì qua rồi là qua rồi đâu có thấy được là mình phải thấy cái mặt của người chết lúc đó Chứ còn sau này về rồi thì đâu có còn thấy được mặt của người chết đâu các bạn Kể cho Hoa biết để cho sau này Hoa rút kinh nghiệm thôi Sau khi nói chuyện xong với cái anh đồng nghiệp thì Hoa đi về nhà Khi mà đi về nhà thì Hoa thấy chồng đang ngồi ở trong văn phòng à, Hai người ly thân rồi thì anh này vẫn có chìa khóa tới nhà của Hoa à, Lúc mà tới thì Hoa mới hỏi là Ủa sao anh tới nhà vào lúc trễ như vậy Thì chồng của Hoa là Bình á à thực ra là muốn tới để mà nói chuyện với hoa thôi báo là anh vừa mới thắng một hợp đồng lớn bởi vì bình lại làm ở bên quỹ đầu tư lần này thì bình được một cái hợp đồng khá là lớn cho nên muốn tới báo kiểu như là khoe với hoa thôi rồi bình nói là tụi mình đã hứa là sẽ quay trở về bên nhau rồi mà đã đến lúc chúng ta làm lành và quyết định có con rồi tại vì bây giờ hai người cũng lớn tuổi rồi các bạn thì hoa nói với bình là À, em đã nói là hiện tại công ty đang trong quá trình tổ chức lại tất cả mọi thứ cho nên nó là một khoảng thời gian rất là khó khăn với em và anh đã hứa là chúng ta sẽ không nói về chuyện có con nữa rồi mà trong lúc nói chuyện thì bắp cảm giác như Hoa đang rất là chăm chú cho công việc của mình còn Bình thì rất là muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc giống như là bao người khác thôi bởi vì vợ của mình thì quá là đam mê công việc và Bình biết rõ luôn là người mà suối dục vợ mình như vậy thậm chí là đi tới hiện trường vụ án một nơi nguy hiểm như vậy để đưa tin á thì bình chỉ nói như vậy là mẹ đã xúi em đi tới hiện trường vụ án để đưa tin đúng không thì hoa không nói gì hết thì bình cũng quan tâm lo lắng cho vợ thôi các bạn bình chỉ nhắc nhở hoa là hai người đã thống nhất với nhau là cho nhau cơ hội để quay lại và họ cũng hứa với nhau là sẽ đi ăn để mà bồi đắp tình cảm rồi chính tới nhắc nhở vậy thôi rồi bình rời đi bởi vì hiện tại thì bình biết là hoa chưa có sẵn sàng để cho thật sự quay trở lại bởi vì vụ án của My mà Hoa trở thành trung tâm thảo luận của tất cả mọi người kèm theo kéo được nhiều người xem cho tin tức của đài YBC thành thử ra ông sếp ổng mới đi tới văn phòng làm việc và ông nói là hiện tại chủ đề hot nhất là chủ đề liên quan tới vụ án của My cho nên nó phải tập trung hết tất cả mọi nhân lực để mà viết về cái chủ đề này thì khi đó có một anh ảnh nói là Hương hiện tại đang đi theo một cái chủ đề khác thì ông sẽ ông nói thôi để gạt qua một bên hiện tại là mình phải tập trung cho cái chủ đề này đầu tiên thì trong khi mà ông sếp ông nói chuyện á Hoa và Hương có nhìn nhau là đối thủ kình mặt cạnh tranh nhau quá các bạn bởi vì cái chủ đề mà Hoa đang theo đuổi mà ông sếp ông gạt luôn cái chủ đề mà Hương đang làm để tập trung cho chủ đề của Hoa thành thử ra là cũng có hơi là kình mặt nhau đó, hơi là không vừa không lòng nhau đó nha sau đó thì sếp có nói là qua ngày hôm sau sẽ có một cuộc họp và kêu hoa là vào cùng họp và nói chuyện với mọi người liền ngay sau đó thì hoa gọi điện cho một người thanh tra khá là thân với hoa người đó tên là hùng và hoa giống như là cũng là idol thần tượng của cái anh hùng này à, thành ra là có những cái thông tin mà chưa có công bố ra bên ngoài tuy nhiên nếu mà hùng biết thì hùng cũng sẽ nói cho hoa biết nhưng mà nói với hoa là đừng có công bố à, kiểu như là nói cho biết vậy thôi hoa mới gọi điện và khéo léo hỏi về thông tin tình hình của cô my À, ý của hoa là chồng của cổ có khi nào là hung thủ không? Có thể là đó là một vụ sát hại bởi vì rõ ràng trong lúc mà hoa nói chuyện á thì hoa nghe thấy cổ nói chuyện rất là sợ hãi, à, giống như là thật sự có người ở đó và đang đe dọa đến tính mạng của mi. Tuy nhiên bên phía cảnh sát hùng nói rằng sau khi mi có con thì mi không có còn đi học nữa và mi cũng đã cắt đứt tất cả mọi quan hệ với gia đình rồi, chỉ có một mình nuôi con thôi và tất cả những cái người hàng xóm xung quanh nhà của hai mẹ con này nè nói là cái cô mi này thương con cổ lắm, con coi con cổ giống như là tính mạng vậy đó, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho con và nâng niu con của cổ dữ lắm. Mặc dù là như vậy nhưng mà thông tin điều tra cho thấy cô Mi này có những cái bệnh về tinh thần á các bạn, bị stress trầm cảm và cộng với khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ giết người chính là cô Mi chứ không có bất cứ một người đàn ông nào xuất hiện ở đó cả. Khám nghiệm tử thi cho thấy rằng Mi đã bóp cổ con gái của mình cho tới chết. Tuy nhiên cổ không có đủ sức để bóp cổ thành ra cuối cùng đã nhấn nước con gái mình. Bởi vì khi chết thì Mi 20 tuổi. Mà con gái của My á, là 5 tuổi, chứng tỏ một điều là khi mà My mang bầu bé con gái á, là 14 tuổi. Thì um, giống như là một cái sự việc này nó kéo dài từ khoảng năm sáu năm rồi các bạn từ lúc mà my mang bầu con gái thông qua cái độ tuổi mà cô my này mang bầu và có con thì đó là lúc mà cổ vị thành niên chứng tỏ là bào thai này là ngoài ý muốn mà không có biết nguyên nhân tại vì sao bởi vì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến việc my có con có thể là không thuận ý là bị cưỡng bức hoặc cũng có thể là bạn trai bỏ hoặc có thể là bất cứ cái lý do gì thì cái đứa trẻ này cũng là một đứa trẻ ngoài ý muốn của my và khi mà đặt trường hợp là một người mẹ sinh con ngoài ý muốn như vậy thì cái tâm lý nó rất là bất ổn nếu như đứa con được hình thành bởi kết quả từ nỗi đau tinh thần của người mẹ thì người mẹ này sẽ có rất là nhiều mâu thuẫn trong tâm trí là vừa thương mà lại vừa ghét con bởi vì khi mà nhìn con mình thì sẽ nhớ tới những cái quá khứ đau thương cái việc mà người ta đã làm tổn thương mình Nhưng mà con mình do mình rứt ruột đẻ ra thì tại sao mà mình lại không thương được Cho nên cái sự mâu thuẫn đó, cái sự đấu tranh tâm lý, nội tâm đó hình thành ở bên trong một người mẹ khi mà còn rất là trẻ tuổi như vậy Mà khi mà đứa bé 5 tuổi thì My cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi Đã dạy bị gia đình cắt bỏ quan hệ, không có sự hụ thuẫn từ gia đình Chỉ có một mình chống chọi rồi đấu tranh với lại căn bệnh tâm lý của mình và nuôi con cho nên trội nghĩ mà thấy thương thấy tội cho cái cô bé tinh mi này rất là nhiều các bạn và khi mà hoa nghe tin nó hoa cũng rất là hụt hẫng và bản thân hoa cũng không biết là tại sao hoa lại hụt hẫng và cảm thấy ám ảnh bởi vì cái tin tức này như vậy có thể một trong những nguyên nhân khiến cho hoa bức rứt là bởi vì cảm thấy ân hận khi mình đã không để tâm và mình đã không giúp đỡ nếu như mà mình làm một cái việc gì đó À, khi mà cổ gọi điện cho mình thì có thể là sẽ ngăn chặn được cái tình trạng bi thảm đó xảy ra và trong ngày hôm đó thì phía cảnh sát cũng đưa ra thông tin chính thức về kết quả vụ án của my thì đó là một cái vụ tự sát khi mà về nhà thì hoa khá là buồn bã bởi vì cứ tưởng đâu là mình sẽ có một cái thông tin rất là hot có thể kéo nhiệt nhiệt lượng xem đài truyền hình một khoảng thời gian tuy nhiên nó chỉ hot được khoảng chừng một ngày thôi các bạn rồi vậy thôi khi về nhà thì hoa và mẹ của hoa ngồi nói chuyện với nhau mẹ của hoa ngồi gọt táo cho hoa và ngồi đối diện với hoa Bà Huệ nói nói Hoa là cần phải chuyên nghiệp lên bởi vì bà thấy Hoa bị ảnh hưởng bởi cái vụ án này quá. Thì Hoa mới nói là à, nhưng mà cô ấy đã gọi cho con trước khi mà cô ấy tự tử chết đó. Bà mới quay lên nhìn Hoa và nói đó là nguyên do mẹ nói với con là phải cẩn thận khi mà con có con á thì con phải từ bỏ tất cả mọi thứ vì con của con con có thấy không thấy cái sự việc nguy hiểm ngay trước mắt và chưa thấy cái bà mẹ nào như cái bà này á các bạn người ta á là hy vọng con mình lấy chồng hạnh phúc đúng không mãi mãi về sau rồi có con đàn cháu đóng còn bà này thì không à, bà thấy con bà lấy chồng á nhưng mà bà không có cho con bà có con bà nói là mày mà để con mày ra là sự việc của mày sẽ tiêu tan luôn bây giờ là đang quá là hot trong đài truyền hình nhưng mà một cái công việc với một cái sự cạnh tranh cao như vậy chỉ cần để đứa con ra thôi là sẽ phải từ bỏ tất cả mọi thứ để mà về chăm lo cho gia đình sinh con ít nhất là mất khoảng thời gian 6 tháng không đi làm mà trên đài truyền hình mà biến mất 6 tháng thì coi như là biến mất vĩnh viễn sẽ không có ai nhớ tới hoa nữa và bả cứ nói với hoa là không có cho giống, giống như là không có muốn cho hoa có bầu á các bạn. Hoa cũng rất là bực mình bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mẹ của Hoa nói về những cái vấn đề như vậy. Tranh cãi thì tranh cãi nhưng mà bà vẫn gọt táo ra cho Hoa ăn thì Hoa cầm táo ăn á thì vừa mới cắn một cái là liền nhả ra liền bởi vì trái táo đó nó bị úng mà bà huệ thì bà vừa nói chuyện bà vừa gọt táo bà lại không để ý thì thấy hoa nhã ra bà mới nhìn vô trái táo à trái táo ở trong nó có dồi luôn rồi mà bà không biết ở trong cái ruột á bà đem táo bà đi cất à, bà nói là mẹ nói rồi con không thể nào mang sự đồng cảm để làm phóng viên đâu khi có sự đồng cảm thì con sẽ không thể nào tạo ra sự tranh cãi được bởi vì cái nghề phóng viên á là phải có sự tranh cãi ở cả hai phía thì cái tin tức đó nó mới hot chứ tất cả mọi người đều đồng tình hoặc tất cả mọi người đều phản đối thì cũng không thể nào để một cái thông tin đi lên tới mức uh, view cao nhất cho nên cần phải có một cái sự tranh cãi ở đó những lời này đến từ bà huệ khiến cho hoa suy nghĩ và trăn trở rất nhiều mặc dù trước đó thì hoa rất là thương cảm cho những hành vi của My. Tuy nhiên qua ngày hôm sau, trong cuộc họp của công ty thì mọi người mới bắt đầu đưa ra thảo luận cho những cái dự án sắp tới. Là hiện tại à, trong cái vụ án của My đã ngã ngủ rồi, kết quả là tự tử nhưng mà họ vẫn có thể đưa tin tức tiếp và đi theo hai hướng. Một là đồng cảm với nạn nhân là bởi vì xã hội xa lánh, gia đình xa lánh và khiến cho My trở thành một người nạn nhân à, có tinh thần bất ổn. Họ có thể lái dư luận đi theo cái hướng là thông cảm cho cái cô mi này mặc dù biết cái việc cổ làm á, là cổ tự tử nhưng trước đó là cổ có giết con cổ tuy nhiên cổ bị ảnh hưởng về tâm lý cổ là một người phụ nữ đơn thân à, cổ không có được sự trợ giúp từ xã hội không có được sự giúp đỡ à, về tinh thần cho nên khiến cho cổ làm như vậy thì đó là một việc mà mình có thể thương cảm được đó là hướng đi thứ nhất cái hướng đi này được đại đa số tất cả những người ở trong công ty đồng ý tuy nhiên hoa lại là người phản đối cái hướng đi này mặc dù biết là đa phần mọi người khi nghe chuyện này sẽ cảm thấy thương tâm cho cái người phụ nữ kia và mọi người sẽ đồng ý đi theo cái hướng này nhưng hoa nói rằng không cô ta tự tử nhưng trước đó cô ta giết con của cổ và hành vi của cô ta không thể chấp nhận cô ta là hung thủ giết người trước khi cô ta tự tử chết và chúng ta phải đi theo một cái hướng là giống như là nói my là một cái người máu lạnh giết con của mình và cho dù là bất kể nguyên nhân gì đi nữa thì my cũng đã hành động giống như là một sát nhân trước khi my tự tử thì hoa muốn đi theo cái hướng đó hương á ở trong cuộc họp hương mới nói như vậy chẳng phải là mình dẫn dắt dư luận đi theo một cái hướng là mi là một người à, là một người mẹ giết người giống như là một cái ý không có tốt á các bạn thì hoa nói là nhưng mà đó là sự thật mà mi đã giết người trước khi mi tự tử thì đó là sự thật thôi chứ hoa đâu có bị đặt gì đâu ra đâu rồi một cái anh khác ở trong đài truyền hình cũng nói là Hoa có hơi máu lạnh quá không Bởi vì thật sự là My đã gọi điện cho Hoa Nói chuyện với Hoa trước trước khi mà My tự tử chết Và có những cái hành động như vậy Hoa không thương cảm Mà Hoa còn muốn dẫn dắt dư luận đi theo cái hướng là chỉ trích những cái hành động của cô My này thay vì là thương cảm Hoa mới trả lời giống như là bầu hệ tối ngày hôm qua vậy đó các bạn Chúng ta làm báo chí mà Chúng ta không nên giữ cái sự thương cảm ở đây Và cái ông sếp á, ông cũng đồng ý với ý kiến của Hoa nha các bạn chỉ có sếp và hoa là nghĩ như vậy còn lại toàn bộ những người ở trong tòa soạn nghĩ là trội đi theo cái hướng đó thì nó quá là máu lạnh đi ông sếp ông đồng ý với ý kiến của hoa bởi vì ông nói là đi theo cái hướng đó thì sẽ kéo được nhiều sự chú ý của người xem người độc giả ông sếp mới nói với hoa là giao chủ đề đó cho hoa quản lý và ông trông đợi kết quả tốt nhất đến từ hoa hoa rất là vui bởi vì hiện tại hoa và hương á là hai bên đang cố gắng giành giật những cái chủ đề hot nhất về mình để mình đưa tin về cái chủ đề đó nếu mà chữ chủ đề đó mà rating cao người xem lượt xem và đánh giá cao á thì cái địa vị của cái người làm ra chủ đề nó sẽ càng chắc chắn hơn hương thì đang đi lên quá còn hoa thì bây giờ đang cố gắng chống chọi nó khá là mệt đó các bạn nhưng mà bắp cũng không có ngờ là hoa lại máu lạnh vô tình như vậy mặc dù trước đó là tỏ ra rất là thương cảm với lại my nhưng mà cuối cùng lại quyết định đi theo cái chủ đề theo cái hướng là kéo dư luận để mà dư luận chỉ trích mi tuy nhiên hoa vẫn quyết định đi theo con đường mà mẹ hoa đã chỉ dẫn và để theo dõi chủ đề này thì hoa lại phải liên hệ với anh hùng là một cái viên thanh tra ở bên phía cảnh sát bởi vì hoa cần biết nhiều hơn về những cái thông tin liên quan tới mi à, là tại sao mi lại như vậy để mà đăng tin tức có liên quan tới chủ đề mà hoa đang theo đuổi qua ngày hôm sau thì hoa có hẹn cùng với thanh tra hùng tới nhà của mi tuy nhiên thanh tra hùng nhắn với hoa là đợi khoảng chừng 10 phút bởi vì anh ta phải làm bản báo cáo hơi trễ thì trong khi mà chờ đợi á hoa rất là sốt ruột không có đợi được à, đợi tới tận 10 phút lận Bà không đợi được thế là một mình bả đi vô nhà của mi trước để mà xem tình hình như thế nào có thể là tìm kiếm thêm được một số manh mối à, về nguyên nhân tại sao mà mi lại hành động như vậy thì hoa đi vô trong nhà rồi nhìn xung quanh cũng là một ngôi nhà bình thường thôi. bây giờ nước ở trong nhà đã rút rồi. có những cuốn sách của con của My ở nhà. nhìn xung quanh cũng không có gì đặc biệt hết. tuy nhiên Hoa lại nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa đi vô. thì Hoa mới à, sợ các bạn. cũng có thể đó là Hùng nhưng mà không có thấy Hùng gọi tại vì nếu mà hùng tới thì hùng sẽ gọi cho hoa là ờ ok tới rồi rồi cùng với nhau đi vô nhưng mà không có thấy hùng gọi cho nên hoa trốn cứ trốn trước đi rồi tính sau thì khi mà hoa nếp qua một góc á hoa thấy ở bên ngoài có một người đàn ông lạ mặt bước vào đó chắc chắn không phải là thanh tra hùng thì cái người đàn ông xuất hiện lạ mặt ở trong nhà hoa rất là sợ nha hoa nếp một góc mà cũng rung á Hoa nhắn tin cho Thanh tra Hùng Hoa kêu là có người lạ mặt xuất hiện ở trong nhà của My Trong đầu của Hoa hiện lên 7749 viễn cảnh thì rất có thể đây là hung thủ giết người Bởi vì trong cái lúc mà My chết My nói là có người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà của My và đe dọa Có thể nào đây chính là hung thủ gây án và quay trở lại hiện trường án mạng hay không? Hoa nín thở không dám lên tiếng luôn các bạn Thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài Cái người đàn ông đó đi qua đi lại Giống như là đang tìm kiếm một cái điều gì đó sau đó thì một hồi nữa không nghe thấy tiếng động gì hết hoa mới ló đầu ra nhìn thì không thấy người đàn ông kia đâu hết hai bước ra bên ngoài hoa đi tới cái bàn cái chỗ mà hồi nãy hoa thấy người đàn ông đó cứ đứng nhìn ngay chỗ cái bàn á thì hoa thấy ở trên đó là sách vở thôi sách vở của bé gái thôi các bạn rồi đột nhiên hoa giật mình khi thấy người đàn ông đó xuất hiện trước mặt của hoa hỏi cô là ai thì cùng lúc đó ở bên ngoài cảnh sát cũng tới các bạn cảnh sát mới bắt người đàn ông này hỏi chuyện tuy nhiên không có phải là hung thủ giết người gì hết người đàn ông này tên là tài là bác sĩ tâm lý điều trị của my và à, ông tài này nói là ông quay trở lại hiện trường vụ án để xem xem à, có tìm được nguyên nhân tại vì sao mà my lại hành động như vậy hay không bởi vì ổng là người đang điều trị tâm lý mà ông sợ là có những cái chuẩn đoán sai á để mà báo cáo với cảnh sát thì bên cảnh sát nói là những cái việc này thì cũng không có liên quan gì tới ổng đâu thì ông không có cần phải điều tra thêm à, nhưng mà ổng thì cũng không có bị bắt vì cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp các bạn bên cảnh sát thì bác nghĩ là cũng nhân nhượng á. Cho nên cho ông đi. Thì trước khi ông đi, á, Hoa có chạy tới để mà hỏi về tình hình sức khỏe của My trước khi chết như thế nào. Tuy nhiên ông không có cho biết. Ông nói là À, Mi là bệnh nhân của ổng và ổng sẽ không tiết lộ thông tin của bệnh nhân của ổng cho người khác. Hoa mới chạy tới hỏi thanh tra Hùng là ủa sao lại để cho ổng đi như vậy có ổn không? Thì Hùng nói là ở bên cảnh sát điều tra cho thấy là ổng không có liên quan tới vụ án này. Thứ nhất á, là ổng và nạn nhân không có gọi điện liên lạc với nhau, không có bất cứ cuộc gọi liên lạc với nhau nào hết. Mặc dù là bác sĩ à, tâm lý riêng nhưng mà Mi tới văn phòng của ổng. Rồi sau đó Mi về thôi chứ không có gọi điện nói chuyện, và thứ nhì nữa, mặc dù trước cái ngày mà Mi tự tử chết á thì cái đêm trước đó Mi đã tới văn phòng của bác sĩ để nói chuyện, tuy nhiên tất cả những bằng chứng cho thấy là ổng không có liên quan tới cái vụ việc của Mi. Trong ngày xảy ra án mạng thì cửa khóa trái từ bên trong, cảnh sát cũng không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào có người đột nhập từ bên ngoài hết. Tuy nhiên nói về cái người bác sĩ tinh tài kia thì cũng có một số việc cần phải nói. Đêm trước ngày mà My tự tử chết thì My đã tìm tới ổng để nói chuyện và yêu cầu dừng trị liệu. Ông có khuyên Mi là ông thấy tình hình của Mi chưa có ổn để mà dừng trị liệu, nhưng mà Mi không có chịu, Mi nói là Mi muốn dừng trị liệu và kết thúc ở đây thôi, sau đó thì Mi rời đi. Có lẽ đó là nguyên do vì sao mà ông Tài muốn quay trở lại nhà của Mi để tìm hiểu rõ hơn về cái chết tại sao là Mi lại quyết định chết như vậy. Tuy nhiên, người bác sĩ tên Tài này 10 năm trước cũng đã từng có một cái phốt khá là lớn. Thì sau khi nói chuyện với thanh tra Hùng xong, trở về nhà Hoa tìm kiếm thông tin về cái người bác sĩ tên Tài này được biết là khoảng chừng 10 năm trước á là ổng đã bị tạm giam không phải bị bắt nha bị tạm giam bởi vì nghi ngờ uh, có liên quan tới một vụ án mạng thì cái ngày hôm đó ở trong văn phòng của ông bác sĩ tài này nè có một người phụ nữ tầm khoảng chừng 20 tuổi cũng ở trong cái độ tuổi đó nhảy lầu chết mà cái chỗ mà bà nhảy á, là từ văn phòng của ông này nhảy cái bụp xuống dưới chết luôn và đang trong quá trình mà ổng điều trị luôn các bạn thế là cảnh sát mới phải bắt ổng về để điều tra lần đó thì vụ án này rất là chấn động tất cả dư luận đều chỉ trích cái ông bác sĩ này nói là tại vì ổng mà bệnh nhân của ổng nhảy lầu tự tử chết tuy nhiên bên phía cảnh sát sau khi điều tra thì thả ổng đi nói là ổng không có liên quan gì tới cái vụ án mạng kia hết à, tất cả là do cái người đó tâm lý bất ổn bởi vì trước đó người phụ nữ kia cũng đã từng cố gắng tự tử rất là nhiều lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên thì làm sao mà ông tài này ổng cản được ổng chỉ đang cố điều trị cho người phụ nữ đáng thương đó mà thôi mà tính ra thì ổng cũng là nạn nhân mà tự nhiên đang điều trị cái bệnh nhân của mình nhảy lầu chết khi hoa nói chuyện với một anh nhân viên ở trong tòa soạn người biết thông tin về vụ án chấn động năm đó thì anh này nói là thật ra ổng cũng là nạn nhân thôi nhưng mà lúc đó dư luận rất là gay gắt chỉ trích ổng rất là nhiều ép cảnh sát phải buộc tội ổng luôn mà nhưng mà sao mà buộc tội được khi mà nếu mà là bác sĩ về phẫu thuật hay là liên quan tới vật lý thì mình còn có có thể tìm ra những cái sai sót còn cái này là về tinh thần thì mình đâu có biết chuyện gì xảy ra trong cái quá trình điều trị đâu và thế là ổng được thả và vô tội và điều bí ẩn á là mọi người đều biết là trong quá trình điều trị thì người phụ nữ kia đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài lan can và nhảy xuống tự tử chết nhưng mà họ lại không biết là cái quá trình điều trị đó diễn ra như thế nào hỏi thì ổng nói là ổng không nói được trong văn phòng thì không có camera ghi hình và ổng không nói không có camera ghi hình thì bên cảnh sát cũng đâu có ép buộc ổng nói được khi mà tất cả mọi chứng cứ đều cho thấy là à, không có xô xát xảy ra và lịch sử là người phụ nữ kia đã từng tự tử rất là nhiều lần thế là mọi chuyện đi vào bế tắc và cái quá trình trị liệu đó vẫn còn là một điều bí ẩn Hoa suy nghĩ đắn đo và cuối cùng đưa ra một quyết định là Hoa sẽ tới văn phòng của ông bác sĩ Tài đó để mà tìm hiểu về nguyên nhân. Đầu tiên là Hoa lấy hẹn để mà giống như là một bệnh nhân thôi các bạn. Thì khi mà tới gặp ông bác sĩ Tài đó, trong văn phòng của ông bác sĩ Tài á, đặt khá là nhiều món đồ thú vị nhưng mà khi Hoa nhìn vào thì Hoa thấy một cái cảm giác khó chịu á chóng mặt nhức đầu chứ không có hề cảm thấy nó thú vị một chút nào cả à giống như mấy cái đồ mà nó xoay xoay vật lý á các bạn. Rồi trên tường thì có treo một cái bức tranh mà nhìn vô có phần cô độc và u ám. Bức tranh đó là một cái cánh đồng cỏ vàng úa và ở giữa cái cánh đồng đó là một cái cây trơ trụi lá rồi trong cái văn phòng đó có một cái phòng khác ở trong cái phòng đó có đặt một cái ghế nhìn vô trong cái căn phòng kia chị thấy bóng tối và cái ghế á, thì cái ghế nằm mà cái chỗ kê chân á, nó thò ra bên ngoài cho nên mình thấy thì nhìn vô cứ có cảm giác như là có người đang ngồi ở trong cái gì đó nhưng mà đâu có ai ngồi ở trong đó đâu trong khi hoa vẫn đang tò mò và quan sát những cái trang trí ở trong văn phòng của ổng thì ông tài này mới nói tôi không có nhiều thời gian đâu thì Hoa mới trình bày luôn Hoa nói là Hoa sẽ có một cái bài Đăng ở trên đài YBC Nói về vụ án mạng của My Và Hoa hỏi là theo như chuyên gia phân tích của ông Tài á Thì ông có nghĩ rằng Tâm thần phân liệt chính là nguyên nhân dẫn đến Cái vụ án mạng này hay không Ông Tài chỉ cười và nói rằng Hừ, Con người thường cảm thấy bình yên sau khi tìm ra nguyên nhân Của những vấn đề giống như vậy sao Hoa mới nói với ông Tài là Có phải là My đang uống thuốc không thì trong câu nói của hoa ý nghĩ ám chỉ là tại vì cái thuốc mà ổng kê cho nên rất có thể dẫn đến cái việc mà my đã làm đại khái là tại ổng mà my làm như vậy tại vì ổng điều trị bất tài là ổng đã có phố trước đó rồi thì ổng nói là cô my này đã được chuẩn đoán là bị bệnh tâm thần phân liệt trước đó từ những nơi khác rồi chứ không phải duy nhất một mình ổng chuẩn đáng như vậy ổng nói rằng cô mi thực ra cũng không trông đợi quá nhiều trong cái phát đồ điều trị của ổng và cổ yêu cầu là được uống thuốc mà đa phần là thuốc an thần để dễ ngủ các bạn hoa nhìn ông tài và nói tôi được biết rằng đêm hôm trước xảy ra tai nạn thì cô mi đã đến tìm ông Ông nói rằng cô Mi đã đến sau khi văn phòng đóng cửa nhưng mà ông thì vẫn còn làm ở trong văn phòng. À, gặp ông để yêu cầu là ngừng cái quá trình điều trị bởi vì cô cảm thấy đã ổn hơn rồi và không có cần phải điều trị thêm nữa. Hoa mới hỏi là vậy ông tìm kiếm gì ở nhà của Mi? Thì ổng nói là ổng đã trình bày với cảnh sát rồi, ổng chỉ tìm kiếm nguyên nhân tại vì sao dẫn đến cái sự việc mà Mi đã làm mà thôi. Hoa mới hỏi ngược lại là ông có tìm thấy bất cứ thứ gì có liên quan tới người mà cô ta đã đề cập đến hay không. Cái người mà khi Mi gọi điện cho Hoa nói rằng người đó đang đe dọa tính mạng của Mi. Ông Tài vẫn bình thản và trả lời rằng: "Tất cả chúng ta đều có một người như vậy, để phủ định rằng người đó không phải là chúng ta. Ai mà biết được, một ngày nào đó người đó cũng sẽ tới tìm cô đó." vừa nói thì ông tài vừa thông dong cầm ly cà phê lên và nhấp một ngụm bên ngoài có ánh nắng hắt vào văn phòng nơi cái ghế mà ổng đang ngồi thì khi mà ổng cầm ly cà phê lên uống á thì ánh nắng nó chiếu nó phản chiếu qua trong cái đồng hồ mà ổng đeo và nó chóa nắng nó khiến cho mắt của hoa bị chóa lên một xí rồi hoa mới à, nhìn qua xung quanh căn phòng á và nhìn những cái đồ vật đặt ở trong căn phòng của ổng á thì hoa cảm thấy kiểu như là bất an á các bạn hoa mới nói chứ vậy người đó cũng đã tìm tới người bệnh nhân của ông cách đây 10 năm về trước sao cái ý mà ông bác sĩ này nói là cái người mà mi nhắc đến chỉ là mi tưởng tượng ra mà thôi là mi tưởng tượng ra có người đột nhập vào nhà giết con gái của mi và sau đó là giết chết mi tuy nhiên người đó chỉ là do mi tạo ra giống như là bị đa nhân cách đó các bạn tạo ra một nhân cách khác và nói rằng cái người đó không phải là mình, mình đâu có giết con mình đâu mà là có người đàn ông xuất hiện để giết con mình nhưng thật ra chính mi là người đã giết chết con của mi và mi chỉ tạo ra hình ảnh của một người đàn ông sát nhân để phủ định cho cái việc là mi là người đã giết con gái của mi. Ông nói tất cả chúng ta đều có một người như vậy thì ví dụ mà mình làm một cái việc gì ác mình đều đổ lỗi là do ác quỷ làm đó chứ không phải là mình làm do ác quỷ suối mình làm đó hoặc là do một cái thế lực nào đó suối mình làm thì tất cả chúng ta đều có một cái người như vậy để đổ lỗi tuy nhiên mỗi một người là sẽ có một cái nhân dạng một cái hình thể một cái suy nghĩ khác nhau đối với những người bị chứng à, tâm thần phân liệt ấy, thì họ tạo ra một cái nhân cách một cái con người hoàn toàn rõ rệt là giống như là họ thấy giống như là trường hợp của my đó my thấy có người đàn ông tấn công my nhưng mà thật ra là đâu có ai đâu mà chỉ là my làm hết tất cả những cái chuyện đó ông tài nói rằng tất cả chúng ta đều có một người như vậy và mức độ nặng nhẹ của mỗi người là khác nhau và ổng nhấn mạnh một điều trong cái câu nói ẩn ý của ổng biết đâu được một ngày nào đó người đó cũng sẽ tới tìm cô thì sao thì chứng tỏ là trong cái lúc nói chuyện thì ổng có thể đã nhìn thấy ở phía của hoa có một cái vấn đề gì đó rồi và ổng nói ẩn ý cái câu nói đó với hoa tuy nhiên trong lúc mà hoa nói chuyện với ông tài này thì hoa cứ cảm giác như cái căn phòng của ông ta rất là ma mị á và nó khiến cho hoa có những cái ảo giác mặc dù là vẫn đang nói chuyện với ổng nhưng mà đôi khi trong đầu của hoa lại lóe lên những hình ảnh đáng sợ của cái ngày mà hoa nhìn thấy xác của mi ở trong tủ nó cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu của hoa mà hiện á là hiện ngay cái hình ảnh mà mi tóc xỏa rũ rượi đang treo cổ toàn ten ở trong tủ nha các bạn rất là đáng sợ luôn nhưng mà hoa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với ổng hỏi khuấy ổng là cái sự việc đó cũng đã xảy ra với bệnh nhân của ông 10 năm về trước sau là nhắc lại cái chuyện ngày xưa ổng vẫn bình tĩnh và nói rằng à, đôi khi bệnh nhân của ổng trải qua những cảm giác đau đớn về tinh thần Họ nghĩ là họ không có bất cứ sự lựa chọn nào khác Để kết liễu cho sự đau đớn về tinh thần thì họ phải kết liễu cuộc sống về thể xác Hoa nhìn ổng và nói Cảm giác như là ông không hề biết cảm thấy ân hận nhỉ? Ông tài vẫn bình thản lấy hộp quẹt ra châm một điếu thuốc hút và nói rằng, thuốc an thần sẽ có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Đó là liều thuốc mà tôi đã kê cho các bệnh nhân của tôi. Nếu như mà cô cảm thấy không thoải mái thì tôi cũng có thể kê cho cô một liều thuốc an thần. Tôi cũng hay sử dụng thuốc an thần trời xong mà cái cuộc đối thoại giữa hai người này nó bất ổn mà nó ẩn ý vô cùng luôn các bạn trong quá trình mà hoa nói chuyện với ông tài hoa cảm thấy căng thẳng cực độ luôn đôi lúc nhìn thấy hình ảnh đáng sợ khi mà mi chết hoa phải dùng tay để mà bấu chặt tay của mình lại để giữ bình tĩnh à, nói chuyện xong với ổng không điều tra được vấn đề gì hết mà lại càng chuốt thêm cái sự khó chịu cái sự bực bội về bản thân mình mà thôi sau đó thì hoa quay trở về tòa soạn bởi vì ngày hôm đó thì hoa sẽ có một cuộc phỏng vấn rất là quan trọng và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay phải nói là bộ phim này á à, đối với bắp nha là bắp cảm thấy nó rất là thú vị mặc dù tình tiết nó khá là đều đều và chậm chậm tuy nhiên nó không có khiến cho bắp chán và đặc biệt á là từ khi ông tài này ông xuất hiện thì nó lại càng khiến cho mình tò mò hơn là ủa Vậy là ông tài này có phải là sát nhân không? Từ khi biết ông tài là bác sĩ tâm lý, tuy nhiên bệnh nhân của ổng vào 10 năm trước đã nhảy lầu tự tử chết, rồi lại càng kéo cái suy nghĩ của mình là có khi nào ông tài là sát nhân hàng loạt, nhưng mà lợi dụng à, cái chuyên môn của ổng là bác sĩ tâm lý để đánh động tới bệnh nhân của ổng, khiến cho bệnh nhân của ổng tự sát chết, thay vì người ta nhìn vô là thấy ổng đang giúp nhưng thực ra là ổng đang hại. Thì Hoa đang nghĩ như vậy đó đó là cái mà hoa nghĩ và hoa muốn điều tra nhưng mà khi mà hoa tới văn phòng làm việc của ổng để nói chuyện á thì những cái ổng nói nó cuốn vô cùng trời cái bắp thích cái phân đoạn mà hoa và cái người bác sĩ này nói chuyện với nhau cực kỳ luôn nha các bạn bởi vì nó khiến cho mình rất là suy nghĩ rất là hại não luôn là ủa có khi nào hoa Hoa đang gặp vấn đề không ta? Bởi vì tất cả những tình tiết cho tới thời điểm hiện tại cho thấy Hoa là người bị ảnh hưởng từ mẹ của Hoa là bà huệ rất là nhiều. Và à, mặc dù là Hoa không đồng tình với những gì mẹ mình nói, tuy nhiên Hoa lại làm theo những gì mà mẹ mình mong muốn. Và khi mà nói chuyện với ông Tài, á, cái sự căng thẳng cực độ của Hoa khiến cho mình đặt ra câu hỏi là Hoa thực sự cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với ông này là bởi vì Hoa có vấn đề về tâm lý hay là Hoa bị ảnh hưởng bởi vì cái cách bài trí của tất cả những đồ dùng trong văn phòng của ông tài và đang trở thành một nạn nhân của ông ta. Thì trời ơi, kiểu nó creepy và nó khiến cho mình băn khoăn khiến cho mình phải suy nghĩ á và nó rất là thú vị và liệu ông tài này là một tên sát nhân hàng loạt hay ông ta cũng chỉ là một nạn nhân và cố gắng giúp đỡ cho những người bệnh nhân của mình mà thôi thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo và cũng là tập cuối cùng của bộ phim The Anchor Bản tin chết, một bộ phim được sản xuất vào năm 2022 này nhé. bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.